tự tại biết bao. Người hủy bán ta, người mạ nhục ta, người hãm hại ta, tất cả đều xóa bỏ hết. Họ đều là Bồ Tát, họ đều là ân nhân của ta. Vì sao vậy? Vì họ đã giúp ta tiêu trừ nghiệp chướng. Việc tốt đó nâng cao cảnh giới của chính mình. Thuận cảnh, thiện duyên, không khởi tham luyến. Nghịch cảnh, ác duyên, không sanh tâm sân hận. Diễn diễn bảo trì sự thanh tịnh bình đẳng giác của chính mình. Đó là tiến lên, không ngừng tiến lên. Cho nên họ là Bồ Tát. Thị hiện cảnh giới này giúp chúng ta tiến lên. Nếu như bạn chịu không nổi, trong thuận cảnh khởi lên tâm tham, trong nghịch cảnh khởi tâm sân hận, thì những người đó chính là ma. Vì sao vậy? Vì người này đưa bạn xuống địa ngục. Thật sự có Phật có ma ở bên ngoài hay không? Không có. Một niệm của chúng ta với thái độ chính xác đối đãi với người thì đó là Phật. Nếu như thái độ bất thường đối đãi với tâm oán hận thì đó là ma. Cho nên trong cảnh giới không Phật cũng không ma, hoàn toàn do tâm niệm thiện hay ác của chính chúng ta. Thiện niệm khởi lên thì đều là Phật, ác niệm khởi lên thì toàn là ma. Ma không phải ở bên ngoài mà ở trong tâm của bạn. Hàng ngày tiếp cận với Phật Pháp, hàng ngày học tập giáo Pháp, thì khắp cả vũ trụ đều là Phật, không thấy một con ma nào hết. Nếu như xa rời Phật Pháp, đi học theo xã hội này, trong TV ngày nay, sát đạo dâm vọng, bạo lực sắc tình, bạn học theo họ, thì lục căn của bạn hoàn toàn tiếp cận với ma. Cần nên hiểu cái lý này. Sau khi thật sự hiểu rõ, thái độ của chúng ta phục hồi lại bình thường. Sơn hà đại diện nhất thiết chúng sanh, không đâu chẳng phải là Phật, là Bồ Tát, là A-la-hán. Thì cực lạc thế giới ở nơi đâu? Chính là ở đây. Khi công phu của chúng ta còn chưa đủ, không có định lực thâm hậu, chưa có đủ trí huệ để chuyển đổi cảnh giới của chính mình, thì phải làm sao đây? Ít tiếp xúc. Mặt trái nên ít tiếp xúc, mặt phải nên tiếp xúc nhiều. Phiếm ái chúng, nhi thân nhân. Chư Phật Bồ Tát là nhân từ, thần thánh trong tôn giáo là nhân từ, nhân viên thần trước đó là nhân từ, nên thân cận với họ, học tập với họ, thế thì tốt. Ở trong thế giới như ngày nay, chúng ta vẫn có một đời sống vô cùng hạnh phúc viên mãn. Điều này trong đạo Phật thường nói là trong cộng nghiệp có biệt nghiệp. Trong biệt nghiệp có cộng nghiệp. Làm thế nào để hóa giải kiếp nạn? Đối với bản thân mà nói, thì không khởi tâm, không đồng niệm, không phân biệt, không chấp trước. Đối với bản thân, lão thật niệm Phật, dùng trì danh niệm Phật, ám hợp đạo diệu. Đối với mọi người trong xã hội, nhất định phải tu lục hòa kính. Bản thân mình học khiêm hạ, học cung kính người khác. Dưới đây Liên Trì Đại sư nói một câu rất cảm khái: kim dân trị thế ngữ ngôn, giai dự thật tướng, bất tương di bội. Câu này là sự thật. Đó là gì? Là thánh hiền trì thế. Bạn xem ở Trung Quốc,
hơn 5.000 năm lịch sử, ghi chép lại cổ thánh tiên hiền dùng phương pháp nào để trị thị? Tổng cương lãnh chỉ có 4 chữ, bạn xem rất đơn giản. Đó là giáo học di tiên, kiến quốc quân dân, giáo học di tiên, kiến lập một chánh quyền, trị lý nhân dân trong xã hội. Cái gì quan trọng nhất là dạy học. Trung Quốc ngày xưa đặc sắc làm nên một xã hội Trung Quốc là gia đình. Điều này trên thế giới không có. Cho nên ở Trung Quốc, nhà đầy đủ thì nước sẽ yên. Trong gia đình, cái gì là số 1? Giáo dục là số 1, vẫn là dạy học. Vậy dạy học bắt đầu từ đâu? Điều này đại khái những nước khác trên thế giới rất ít có. Ở Trung Quốc thì rất phổ biến, là bắt đầu từ thầy giáo. Người mẹ mang thai biết mình khởi tâm động niệm, lời nói hành động đều ảnh hưởng đến thai nhi. Cho nên đi đứng nằm ngồi của người mẹ phải đoan chánh, thường bảo trì tâm từ bi thanh tịnh. Điều này ảnh hưởng rất lớn đối với thai nhi. Đứa trẻ ra đời là biết, nó mở mắt ra nhìn, năm đó nó đã biết nghe, tuy không biết nói chuyện, nhưng nó đã bắt đầu học. Cho nên tất cả những hành vi không tốt nhất định không được ở trước mặt em bé. Tất cả những gì em bé thấy được, nghe được, tiếp xúc được phải hoàn toàn là thiện. Cho nên đệ tử quy không phải để dạy trẻ đọc, mà khi đứa bé chào đời, cha mẹ nó ở trong nhà làm cho nó thấy, ngày nào nó cũng thấy. Nhìn đến lên 3 tuổi thì nó học được 3 năm. Đây gọi là giáo dục từ gốc. Ngạn ngữ của Trung Quốc có câu tam tuế kháng bát thập, 3 tuổi trồng xuống thiện căn này, đó là căn lành, đến 80 tuổi cũng không thay đổi. Cho nên người Trung Quốc chú trọng gia giáo, vì nó là đại gia đình. Gia đình không hưng thịnh cũng có hơn 100 người. Gia đình hưng thịnh một chút, một gia đình bình thường cũng có 300 người. Gia đình thật sự hưng thịnh có đến 500 người. Một đoàn thể lớn như vậy là đại gia đình. Anh em không ra ở riêng. Các vị xem Hồng Lâu Mộng rồi đó. Hồng Lâu Mộng chính là một gia đình. Cho nên từ nhỏ là phải phòng ngừa đứa trẻ nó có tâm ích kỷ. Từ nhỏ phải học đại công vô tư. Nếu đứa bé có tâm ích kỷ thì gia đình đó sẽ bị hủy hoại. Cho nên cần nuôi dưỡng nó một quan niệm. Nó ra đời, nó được ra đời là vì sao? Là vì gia đình, chứ không phải vì chính bản thân nó. Vì gia đình, vinh hiển tổ tông, dễ dàng dòng dõi. Cho nên khi ra đời nó sẽ phấn đấu. Vì nó có mục đích, tôi vì gia đình. Số giàu có cỡ nào thì cũng quy về công. Còn tiền sinh hoạt hàng ngày của mình, trong Hồng Lâu Mộng các bạn thấy rồi đó, hàng tháng phát tiền lương, tiền tiêu vặt, nơi ăn chốn ở, quần áo, vân vân, đều do gia đình phụ trách cung cấp cho bạn.
Gia đình phụ trách nuôi trẻ, phụ trách giáo dục, phụ trách dưỡng lão. Cho nên gia đình là chỗ nương tựa duy nhất trong cuộc đời của bạn. Bất luận bạn làm việc gì trong xã hội này, khi bạn bị thất bại, thì gia đình của bạn là hậu thuẫn đắc lực nhất cho bạn. Nó ủng hộ bạn, giúp đỡ bạn. Cho nên giáo dục gia đình rất quan trọng. Trong Đệ Tử Quy đã nói lên, ở trong gia đình đúng là đại công vô tư. Cho nên trong tương lai khôn lớn nên người ra ngoài xã hội, đức hạnh của người này có thể phù hợp với tiêu chuẩn của cổ thánh tiên hiền. Người này thường nghĩ đến người khác, chứ không vì chính bản thân mình. Từ nhỏ đã tập được, đó là giáo dục. Trong gia đình nuôi dưỡng những người này đều là người tốt, đều là thiện nhân, quân tử. Người này làm sao có thể làm việc xấu được? Làm những việc xấu trong xã hội là gia đình nuông chiều. Có người nói cha mẹ anh không biết dạy anh, cha mẹ cảm thấy tủi nhục, tổ tông cảm thấy tủi nhục. Gia tộc này làm sao lại có một người con như vậy chứ? Có được một người hiền, có được một người tốt, mọi người khen ngợi, gia đình khéo dạy, tổ tông có đức. Bạn xem, dạy được như thế đấy. Cho nên gia đình hòa thuận thì đất nước an bình. Thời xưa 360 hạng thì hạng này phục vụ tốt nhất là làm quan. Làm quan có lương bổng, nghĩa là thu nhập không ít, địa vị cũng rất cao quý, được người cung kính, lại chẳng phải làm gì, không có vụ án nào để giải quyết. Ai cũng là người tốt, việc gì cũng là việc hay. Cho nên hoàng đế buông tay an nhàn, cũng chẳng có việc gì làm. Không có việc gì làm thì làm gì? Đọc sách, viết văn, làm thơ. Các bạn xem Tứ Khố Toàn Thư Tập, đó là tác phẩm văn học, hầu như một nửa là do những người làm quan viết. Bây giờ thì họ làm gì có thời gian? Ngày xưa thì không có việc, cho nên bạn thường thấy họ đi tham vấn trong thâm sơn. Đi tìm các vị đạo trưởng, các vị pháp sư, kết bạn với họ. Tới lui với họ, hấp thụ văn hóa cao thâm của Nho Thích Đạo. Trong tất cả mọi công việc, công việc nhẹ nhàng nhất, dễ chịu nhất và được mọi người tôn kính nhất, đó là công việc làm quan. Cho nên học nhi ưu tác sĩ. Ngày nay thì không phải vậy. Ngày nay trong công việc, chúng ta thấy rất rất nhiều người làm quan, họ đều dạy con cái mình không nên làm công việc này, khuyến khích chúng làm thương gia hoặc làm những công việc khác. Thế giới thay đổi rồi. Thay đổi thế nào? Đã xếp giáo dục vào chỗ cuối cùng. Nhưng ngày xưa đất nước đặt nền giáo dục vào số 1. Ở Trung Quốc, từ thời Triều Hán về sau, Trung Quốc có hai hệ thống giáo dục. Thứ nhất là nền giáo dục của Nho giáo. Thứ hai là nền giáo dục của Phật giáo. Giáo dục của Phật giáo chính bản thân hoàng đế nắm giữ, quản lý. Giáo dục của Nho giáo thì thừa tướng quản lý. Dưới thừa tướng có một bộ, vậy là bộ giáo dục. Thời đó không gọi là bộ giáo dục, mà gọi là lễ bộ. Lễ bộ thượng thư chính là bộ trưởng bộ giáo dục.
Người này quản lý việc hướng đến toàn quốc, phổ biến nên giáo dục nho giáo. Giáo dục của Phật giáo do hòa thượng quản lý, cho nên giáo dục của Phật giáo phổ biến dễ dàng hơn nho giáo. Người dân sùng kính hòa thượng, cho nên giáo dục của Phật giáo nhanh chóng phổ biến đến toàn quốc. Ngay cả một thôn nhỏ cũng có miếu, cũng có chùa. Hai loại giáo dục, Phật giáo dùng thập thiện nghiệp đạo, nho giáo dùng đệ tử quy, đạo giáo dùng cảm ứng biến. Đây thuộc về nền giáo dục luân lý đạo đức nhân quả, cho nên xã hội duy trì được trường trị cửu an. Người dân ai ai cũng học được khiêm hạ kính nhường, không tranh. Đây cũng là điều Thang Ân Tỷ nói, giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21 hiện nay. Cần đến học thuyết Khổng Mạnh và Phật giáo Đại Thừa. Ông ta là nhà lịch sử triết học, chuyên môn nghiên cứu văn hóa sử. Ông biết được kinh nghiệm 5.000 năm của Trung Quốc, 5.000 năm trí huệ, 5.000 năm phương pháp, 5.000 năm thành tựu, xứng đáng để ngày nay tham khảo. Trị thế ngữ ngôn, giữ thật tướng tương ưng. Văn hóa truyền thống của Trung Quốc chính là Nho Thích Đạo. Đứng về mặt tổng thể mà nói, văn hóa của Trung Quốc là văn hóa hiếu đệ. Nhà Nho từ hiếu đệ phân ra làm bốn khoa một là ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức. Rất dễ nhớ. Đây là tổng đại cương. Thiên kim vạn luận đều không thể rời tông chỉ này. Tông chỉ này là gì? Là giữ thật tướng tương ưng. Cho nên nó vĩnh hằng bất biến. Trong mấy ngàn năm rồi, thay đổi triều đại đã bao nhiêu lần, lý niệm giáo dục, chính sách giáo dục, phương pháp giáo dục chưa hề bao giờ thay đổi, đều có thể tuân thủ. Chỉ sau khi thành lập dân quốc, từ từ cách xa, học Tây Phương. Ngày nay bản thân Tây Phương có vấn đề, chúng ta phải làm sao đi? Bản thân họ đối với những vấn đề xã hội của mình và những vấn đề thiên tai tự nhiên, họ không giải quyết được. Cho nên có người hướng về Đông Phương tìm của báu, tìm những thứ cổ thánh tiên hiền của Trung Quốc, đến Ấn Độ tìm Phật pháp, tìm Bà La Môn. Tìm cách giải quyết những vấn đề xã hội. Làm thế nào để cứu địa cầu? Làm thế nào để hóa giải tai nạn? Trong kinh nói câu này. Dưới đây là câu cảm thán của Liên Trì Đại Sư. Dân hà giảng đức hồng danh, bất cập trị thế nhất ngữ. Hàm ý trong câu Phật hiệu này rất sâu, rất rộng. Nó là tổng đại cương của giáo lý Đại Thừa, giống như hiếu đệ của nhà Nho vậy. Giảng đức hồng danh tương đương với tổng đại cương của hiếu đệ trong nhà Nho. Cầu A-di-đà Phật có phải là tổng đại cương hay không? Phải. Bạn xem A-di-đà Phật triển khai ra chính là 48 nguyện. 48 nguyện triển khai ra là kinh vô lượng thọ.
Kinh Vô Lượng Thọ triển khai ra là Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm triển khai ra là tất cả kinh mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong 49 năm. A Di Đà Phật là nguồn cội. Thật sự các vị học tịnh tông ngày nay, người có thể giảng giải về Phật A Di Đà một cách rõ ràng không quá nhiều. Chúng ta coi tiếp đoạn sau. Hữu Duyên Trung Sao Viết, chú giải kinh Di Đà của U Khê Đại Sư, Tứ Minh Dân, Tứ Minh Tôn Giả của Tông Thiên Thai, Duyên Cực Chi Quả, sở hữu danh tự, nhất nhất bất hư, cứu cánh thành tựu, cái kỳ sở chiêu, giai cực chân cố. Phật A-di-đà chứng được cứu cánh viên mãn. Chúng ta niệm danh hiệu Phật này, mục đích là gì? Mong rằng chúng ta giống như Đức Phật Di-đà chứng được viên mãn. Như thế là đúng. Làm được không? Được. Chỉ cần bạn dùng câu A-di-đà Phật này trong cuộc sống hàng ngày của bạn, dùng nó thay thế cho khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước, thì sẽ thành công ngay. Vừa mới khởi niệm là A-di-đà Phật, tất cả đều quy về A-di-đà Phật. Không để cho khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước nổi dậy. Dùng danh hiệu Phật đè nén nó, khống chế nó. Lâu ngày dài tháng thì không còn nữa, không hề hay biết là mình đã thành A-la-hán, thành Bồ-Tát, thành Phật rồi. Niệm niệm vô lượng giác, giác mà không mê, đó là nghĩa này. Bạn phải biết niệm. Vừa có chấp trước là mê rồi. A-di-đà Phật quay về vô lượng giác. Vừa có phân biệt là mê rồi. Khởi tâm động niệm là mê rồi. Dùng phương pháp nào để phá mê khai ngộ đây? Dùng một câu A-di-đà Phật rất có tác dụng, rất hữu hiệu. Không nên bị người ta lừa gạt. Trên thế giới ngày nay có quá nhiều người lừa gạt. Yêu ma quỷ quái nơi nào cũng có. Bạn không đi theo Phật thì đi theo ai? Nhất định không được đi theo quỷ thần, nhất định không được đi theo tà ma. Đầu tiên bạn phải có được huệ nhãn. Đối với con người, đối với sự việc, bạn phải thấy được rõ ràng minh bạch, thì bạn mới không bị mắc lừa. Cho nên tất cả danh tự chính là lục tự hồng danh, nhất nhất bất hư, cứu cánh thành tựu, cái kỳ sở chiêu. Sở chiêu là cảm ứng, giai cực kỳ cụ, cùng với tự tánh tương ưng. Đối với những thứ khác không tương ưng, mà tương ưng với tự tánh, tương ưng với trí huệ đức tướng sẵn có trong tự tánh. Cố Đại Kinh Dân. Đại Kinh ở đây chính là Kinh Vô Lượng Thọ, là bổn kinh. Thế đế đảng hữu danh, vô thật nghĩa. Thế đế ở đây giảng về cái gì? Giảng về thập pháp giới, không chỉ riêng lục đạo. Vì sao vậy? Nó không tương ưng với tự tánh. Đệ nhất nghĩa đi, hữu danh hữu thật nghĩa.
Lục tự hồng danh là đệ nhất nghĩa đi. Vô lượng giác là danh. Tự tánh đích thực là vô lượng giác. Hơn nữa, vô lượng giác không sanh không diệt. Đức Thế Tôn nói trong Kinh Hoa Nghiêm, tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí huệ của Như Lai. Đây là hữu danh hữu thật nghĩa. Phật là cứu cánh đệ nhất nghĩa đi. Phật là ai? Là chính mình đây, chẳng phải là người khác. Mình vốn là Phật. Bây giờ có phải là Phật không? Bây giờ là Phật. Chỉ là bây giờ trong tự tánh của bạn có lớp chướng ngại, vọng tưởng phân biệt chấp trước, những thứ này làm chướng ngại bạn. Nếu chúng ta dùng thế gian pháp mà nói thì bạn là một ông Phật hồ đồ. Bạn có chướng ngại, một ông Phật chướng ngại. Sau khi bỏ hết chướng ngại thì bạn chính là bậc đại giác của trí huệ. Bạn xem có ba loại chướng ngại. Bỏ đi một loại chấp trước, bỏ đi chấp trước thì bạn thành chánh giác. Danh từ trong đạo Phật gọi là A-la-hán. Buông bỏ tâm phân biệt thì bạn là chánh đẳng chánh giác, là Bồ Tát. Tôn xưng bạn là Bồ Tát. Buông bỏ vô minh. Vô minh là khởi tâm đồng niệm, cực kỳ dị tị. Buông bỏ được cái này thì bạn là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bạn hoàn toàn hồi quy tự tánh. Bạn là cứu cánh viên mãn Phật. Bạn nên thành Phật. Bạn vốn là Phật. Trong Phật giáo nói đến tính tâm, đây là tính tâm quan trọng nhất. Đối với điều này bạn không tin thì sự công phu tu tập của bạn vĩnh viễn không bao giờ đắc lực. Cho nên đạo Phật không giống với những tôn giáo khác. Đó là sự thật đi. Bạn xem đạo Phật nói về thế giới cực lạc. Cực lạc thế giới không phải là một quốc gia. Nơi đó không có chánh phủ, không hề nghe nói thế giới cực lạc có hoàng thượng, không có. Cực lạc thế giới có vị đại thần cũng không có. Thế giới cực lạc có thị trưởng cũng không có luôn. Vậy thế giới cực lạc là gì? Thế giới cực lạc là một lớp học. Sống ở bên đó chỉ có hai hạng người, một thầy giáo, một học sinh. Nó lớp học. Cho nên chúng ta nên xem thế giới cực lạc như một khu vực. Nó không phải là một quốc gia. Trong tôn giáo nói thì đó là quốc gia. Có thượng đế, có tổ chức chánh phủ. Cực là không phải vậy. Cho nên đó là trường học. Thập phương chư Phật Như Lai cùng nhau mở một trường học ở đó. Phật A-di-đà là hiệu trưởng. Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền đều là giáo thọ ở đó. Cho nên đến đó là người cầu học, là người thành tựu. Khi bạn thật sự thành Phật rồi, bạn không thể ở luôn nơi thế giới cực lạc. Điều đó không thể được. Trường học không thể ở như nhà mình. Sau khi đã thành tựu, bạn nên làm như Đức Phật, đi giáo hóa chúng sanh trong biển pháp giới hư không giới. Nơi nào có duyên thì đến nơi đó. Điều này nhất định phải hiểu rõ. Bạn xem những tôn giáo khác sanh lên thiên đường, về được thiên quốc thì sẽ an cư nơi đó, nhập khẩu ở đó. Thế giới Tây Phương cực lạc thì không phải vậy. Học thành công rồi thì mau chóng rời trường học để đi làm sự nghiệp dạy học của mình, hoàn toàn khác. Chư Phật Bồ Tát đối với thiên quốc rất tôn trọng.
gặp thiên vương thượng đế cũng tôn trọng tán thán. Chúng ta thường thấy trong kinh điển, chúng ta coi đoạn kế tiếp. Hữu Kim Di Đà Ký dĩ chứng hồ cứu cánh đệ nhất nghĩa đi, cố nhất xưng gia danh dạng đức tề chương, Di Đà dạng đức huệ nhật, ký dĩ cụ thể tề chương, chúng sanh hắc ám tội hà, tự nhiên đương nhiệm tiêu hồ trần kiếp. Đây là nói đến việc tội. Có tội hay không? Có tội. Làm thế nào diệt đây? Chuyển niệm chính là tiêu diệt. Giác là diệt rồi. Tội là từ mê mới cảm nên. Giác ngộ thì không còn nữa. Trong kinh Đức Phật nói một ví dụ rất dễ hiểu. Nghiệp tội giống như bóng tối, gọi là thiên niên trong phòng tối. Nghiệp tội của tôi nặng quá, lâu ngày rồi, thắp ngọn đèn lên thì bóng tối không còn nữa. Ngọn đèn đó là gì vậy? Là giác ngộ, là khai mở trí huệ. Ánh sáng trí huệ chiếu đến thì bóng tối sẽ tan biến. Cho nên tạo tất cả nghiệp tội không đáng sợ, chỉ sợ bạn không giác thôi. Nếu bạn không giác sẽ chiêu cảm quả báo, là tam độ địa ngục. Cái đó hiện tiền. Nếu thật sự giác ngộ thì cái đó không còn nữa. Cho nên trong kinh dạy chúng ta rằng, nhất niệm thập niệm, ngũ nghịch thập ác, nhất niệm thập niệm đều có thể giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Sanh về đó đều là Bồ Tát A Duy Diệt Trí, một đời quyết định chứng được cứu cánh viên mãn. Đây là sự thật, không hề dối trá. Nghĩa là sao vậy? Lý này cũng chính là phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh. Đây chính là nguyên lý. Dưới đây dạy rằng tự tánh bổn không, hư nhi bất thật. Giác ngộ thì không còn, nhưng không giác ngộ thì vẫn có. Giáo dục của Phật giáo không có gì khác ngoài việc giúp cho chúng ta giác ngộ, giúp cho chúng ta hồi phục trở lại bình thường, không có gì khác hơn. Đức Phật thật sự không có gì dạy cho chúng sanh. Trí huệ thì bạn vốn sẵn có, đức năng bạn cũng có sẵn, tướng hảo bạn cũng sẵn có mà. Tất cả đều ở trong tự tánh thôi. Giống như Huệ Năng Đại Sư khi khai ngộ nói rằng, hà kỳ tự tánh, bổn tự cụ túc, không thiếu thứ gì hết. Thì Đức Phật lấy gì để dạy bạn chứ? Ngài chỉ khuyên bạn quay đầu, nói cho bạn biết, bạn không thiếu một thứ gì. Bạn cùng chư Phật Như Lai không hai không khác. Chỉ là mê thất tự tánh. Trí huệ biến thành phiền não, đức năng biến thành tạo nghiệp, tướng hảo biến thành tam đồ lục đạo, bị biến chất hết rồi. Cho nên cần hiểu, cần nên quay đầu, phải thật sự nghĩ điều tốt, nói lời hay, làm điều lành, làm người lương thiện. Dưới đây có mấy câu. Tội tánh bổn không, hư nhi bất thật giả ký tiêu, tác xưng danh công đức, phước đẳng hư không giả tự sanh. Tiêu tai rồi thì phước sẽ đến. Vì sao vậy? Vì phước là bạn vốn sẵn có.
trong tự tánh vô lượng tướng hảo. Đây là phước báo. Bởi vì bạn mê thất tự tánh, bị nghiệp tội làm chướng ngại bạn. Nghiệp tội tiêu trừ rồi thì chẳng phải là phước báo hiện tiền hay sao? Chính là lý này vậy. Phương pháp tiêu trừ nghiệp tội hay nhất, không gì hay hơn niệm Phật. Cho nên trong kinh có dạy câu này: một tiếng niệm Phật tiêu trừ 80 ức kiếp tội nghiệp sanh tử. Có đúng như vậy không? Đúng, không sai một chút nào. Chúng ta niệm thật sự là tiêu trừ được chăng? Do bạn không biết niệm thôi. Thế nào gọi là biết niệm? Dùng tâm chân thành niệm, dùng tâm thanh tịnh niệm, dùng tâm bình đẳng niệm, dùng tâm từ bi niệm. Bằng không, bạn niệm danh hiệu Phật, trong đó những tạp niệm hoài nghi, những tạp niệm vọng tưởng, những tạp niệm khác nữa, Phật hiệu này không thuận. Cho nên nó không thể khởi tác dụng. Nhất định phải thuận, không thể có tơ hào tạp niệm trong đây. Ngày xưa thầy Lý thường dạy chúng tôi, thầy dùng ví dụ nói: thí như đề hồ, đề hồ là món ăn ngon nhất của chư thiên. Trong ly đề hồ này, nhỏ một giọt thuốc độc vào đó, thì nguyên cả ly đề hồ đã biến thành thuốc độc. Dùng đề hồ dụ cho tánh đức của chúng ta. Thuốc độc là tập khí phiền não, chỉ cần có một chút xíu thôi thì trí huệ của bạn hoàn toàn biến thành phiền não. Đức năng của bạn hoàn toàn biến thành bực bội. Bạn tạo nghiệp rồi. Điều này chẳng thể không biết. Tứ thượng sao nghĩa, nhất xưng danh hiệu công đức thượng nhiên, hướng bổn kinh phát bồ đề tâm, nhất hướng duyên niệm giả hồ. Đây là căn cứ vào ý nghĩa trong viên trung sao nói. Nhất xưng danh hiệu công đức thượng thả nhân thử, nhất xưng gia danh dạng đức tề chương. Nhất xưng, chữ nhất ở đây chúng ta cần nên chú ý. Then chốt là ở chữ này. Nhất nghĩa là sao? Nhất là nhất tâm. Nhất tâm nghĩa là sao? Nghĩa là không có hoài nghi, không có tạp niệm. Thế mới gọi là nhất, là thuần nhất. Nếu chúng ta có hoài nghi, thiệt không? Có thật sự là hay như vậy không? Thế thì không được. Bỏ những vọng niệm tạp nhạp ở trong đây thì không còn linh nữa. Nhất xưng là nhất tâm xưng niệm. Giảng đức tề chương. Câu này đoạn trước chúng ta cũng đọc qua rồi. Nhất niệm tương ưng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Nhất niệm này có tương ưng với A-di-đà Phật hay chăng? Chắc chắn là tương ưng. Bạn không nên hoài nghi. Vì sao vậy? Vì trong Hoàng Nguyên Quán có nói: một niệm cực kỳ di tế vừa mới động thì tốc độ của nó đã chầu biện pháp giới. Tuyệt đối không phải là tốc độ của ánh sáng hay tốc độ của điện tử, không cách nào so sánh với nó được. Ánh sáng mặt trời chiếu đến địa cầu cần phải 8 phút mới tới nơi. Chúng ta khởi tâm một cái, lập tức chầu biện pháp giới. Ánh sáng làm sao so sánh được? Cho nên một niệm vừa khởi lên thì chư Phật Bồ Tát trong biển pháp giới hư không giới bèn nhận biết được hết.
Bạn cần nên biết chân tướng sự thật này. Bạn có sợ không? Đừng tưởng rằng khởi ác niệm lên, người khác không biết. Thập phương nhất thiết chư Phật Bồ Tát đều biết hết. Bạn giấu ai được? Chỉ có thể giấu được chúng sanh ngu si trong lục đạo, vì nó không biết. Thậm chí quỷ thần cũng có ngũ thân. Những việc nhỏ những việc gần nó có thể biết được một cách rõ ràng. Sự việc trong 2-3 tháng nó biết được, 2-3 năm thì chưa chắc. Thần thông của nó không lớn. Cho nên đôi khi bạn thấy nó nói về kiết khung phước đức rất linh nghiệm. Đó là gì vậy? Đó là những việc rất gần, nếu nói xa thì không tin tưởng được. Cho nên niệm Phật thật sự có thể diệt tội, bất luận có hiển lộ rõ ràng hay không, nhưng chắc chắn là diệt tội được. Tội của chúng ta không diệt được là vì một bên chúng ta diệt, một bên lại sanh ra. Cho nên miên diễn không bao giờ diệt được là vậy. Bên kia diệt, bên này không sanh thì sẽ diệt được hết. Nhất định phải hiểu rõ. Như trong kinh Địa Tạng nói, Diêm Phù Đề chúng sanh khởi tâm động niệm, không gì chẳng phải là tội. Muốn giải quyết vấn đề này không có cách nào khác. Người xưa dạy chúng ta nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu thì sẽ giải quyết được vấn đề. Bạn thật sự có tâm nhẫn nại, bạn thật sự có tâm kéo dài, hạ thủ công phu, định tâm định trên bộ kinh này, tu tập bộ kinh này 10 năm, tâm định rồi, không có những tạp niệm khác thì hiệu quả sẽ hiển hiện. Bộ kinh này chúng ta thấy người xưa hướng dẫn cho chúng ta, thật sự là đệ nhất kinh của đạo Phật. Thật sự có thể nói lên Phật Thích Ca Mâu Ni đến thế gian này trụ thế 80 năm, giảng kinh thuyết pháp 49 năm. Đệ nhất bộ kinh là kinh gì? Đây chính là đệ nhất kinh. Bộ kinh này có thể thầy cho tất cả, chỉ cần bạn chịu tin tưởng nó, thực sự thọ trì nó, buông bỏ vạn duyên, nhất tâm độc tụng xưng niệm, thì sự thành tựu của bạn rất nhanh chóng. Thật sự thành tựu nhanh chóng, nghiệp chướng của bạn được tiêu trừ và trí huệ sẽ hiện tiền. Đoạn dưới đây: hữu trì danh tức thị thẩm thâm bát nhã. Đây là ám hợp bát nhã. Trong kinh Bát Nhã nói: bát nhã vô tri, vô sợ bất tri. Vô tri nghĩa là sao? Là căn bản trí. Nó là căn bản. Khi nó khởi tác dụng thì vô sợ bất tri. Người thế gian chúng ta hiện nay cầu cái gì? Đang cần cầu hữu tri. Đó không phải là bát nhã. Vậy họ cầu đó là cái gì? Là tri thức. Tri thức hữu tri, hữu sở bất tri. Nó không viên mãn. Vô tri nghĩa là sao? Vô tri là tâm thanh tịnh.
Tâm thanh tịnh sanh trí huệ. Hữu tri là gì? Là vọng tưởng tạp niệm. Trong đạo Phật gọi là sở tri chứng. Sở tri chứng sanh ra cái gì? Sanh ra tri thức, không phải là trí huệ. Tâm thanh tịnh sanh trí huệ. Tâm phân biệt chấp trước sanh phiền não, hoàn toàn khác nhau. Cho nên tri thức và trí huệ là hai chuyện khác nhau. Trí huệ có thể giải quyết được tất cả các vấn đề, không có di chứng. Tri thức có thể giải quyết được một số vấn đề, nhưng để lại một đống di chứng. Xã hội ngày nay phổ biến truy cầu tri thức, còn trí huệ thì chẳng có ai cầu. Người cầu trí huệ thân tâm thanh tịnh. Bạn xem hiện tướng của người này, xem nhẹ danh lợi, tâm của người này định, ngôn ngữ của họ định, hành vi của họ cũng định. Trong kinh gọi người này là Na già thường tại định, vô hữu bất định thời. Người này vĩnh viễn là tỉnh quán pháp giới. Người này thấy được rõ ràng minh bạch. Cho nên Trung Quốc ngày xưa, những người có chức có quyền gặp phải vấn đề khó khăn không giải quyết được, đi tìm ai đây? Tìm đạo trưởng, tìm hòa thượng, thỉnh giáo với họ. Họ thật sự có thể giúp cho người này giải quyết vấn đề. Điều này phù hợp với ngạn ngữ Trung Quốc. Đương cục giả mê, bàng quan giả thanh. Họ là những người bàng quan. Bàng quan nghĩa là sao? Là không có lợi hại được mức. Họ thấy rất rõ ràng. Vì sao bạn không thấy được rõ ràng? Vì trong đó bạn có lợi hại được mức. Trong suy nghĩ của bạn xen lẫn những thứ ấy, xen lẫn lợi hại được mất, cho nên bạn không thể thấy rõ ràng. Còn những người đó, lợi hại được mất hoàn toàn không tương can đến họ, cho nên họ có cái nhìn rất khách quan. Bạn thấy không rõ vì bạn chủ quan. Chủ quan nghĩa là bạn có thành kiến, họ không có thành kiến. Cho nên họ thấy rõ ràng đạo lý ở chỗ này. Cho nên đây không phải là mê, cũng chẳng phải là có diệu pháp gì. Rất đơn giản. Trì danh ám hợp đạo diệu, chính là thẩm thâm bát nhã, căn bản trí. Niệm đắc thuần thuộc, giảng duyên tề phóng, năng sở đúng không? Tức thị vô trụ. Trong kinh Kim Cang nói vô trụ sanh tâm. Tâm thanh tịnh hiện tiền, vạn duyên buông xuống. Trong tâm chỉ có một câu niệm Phật, ngoài câu niệm Phật ra không có gì hết. Đây là vô trụ. Ư thử chi thời nhất cứu Phật hiệu, lãng nhiên minh bạch, tương tục bất đoạn, tức thị sanh tâm. Tâm của người này sanh, niệm niệm đều là A-di-đà Phật. Một câu A-di-đà Phật này cùng với Phật A-di-đà ở Tây Phương Cực Lạc tâm tâm tương ứng. Thử bổn chúng sanh hành bất đáo xứ, tư dĩ niệm Phật cố ám hợp đạo diệu. Bạn nghĩ xem người phàm phu bình thường là thế nào có thể kết nối được với Phật A-di-đà chứ? Ngày nay gọi là dây nóng. Dây nóng này làm thế nào có thể kết nối được với Phật A-di-đà đi?
Một câu niệm Phật niệm đến quân thuộc thì kết nối được. Sở dĩ không kết nối được là vì bạn có tâm hoài nghi, có xen lẫn, có gián đoạn. Đại Thế Chí Bồ Tát dạy phương pháp niệm Phật không sai một chút nào. Đô nhiếp lục căn, đô nhiếp lục căn chính là buông bỏ vạn duyên. Buông bỏ những gì mắt thấy, không để trong lòng. Những gì mũi ngửi được cũng không để trong lòng. Lục căn tiếp xúc với cảnh giới lục trần đều không để vào trong tâm. Đó gọi là đô nhiếp lục căn. Chẳng phải nói bạn không thấy không nghe, không có nghĩa là như vậy. Kiến văn giác tri của phàm phu chúng ta đều để trong tâm. Vừa để vào tâm, lập tức tâm khởi lên phân biệt chấp trước, tâm liền bị nhiễm ô. Chúng ta cần làm như thế nào đây? Thấy mà không thấy, nghe mà không nghe, cũng có nghĩa là quyết định không dùng tâm ý thức. Như thế thì không khác gì Bồ Tát. Tâm là A-la-gia. Tâm là gì? Nhớ, lưu lại ấn tượng. Mạt na là chấp trước, ý thức là phân biệt. Không dùng tâm ý thức chính là không phân biệt, không chấp trước, không khởi tâm, không động niệm. Đây gọi là ly tâm ý thức. Ly tâm ý thức là Bồ Tát. Bồ Tát làm được như vậy. Trong Phật Pháp gọi là tham. Tham là tham cứu, chứ không phải là nghiên cứu. Trong nghiên cứu có tâm ý thức, nghĩa là có phân biệt chấp trước. Tham cứu không có phân biệt chấp trước, cho nên nó thuộc về trực giác. Đó gọi là vô trụ sanh tâm. Ám hợp đạo diệu, bất hành nhi hành, vô đảo nhi đảo, cú cú thị Phật tri kiến, niệm niệm phóng bát nhã quan. Mật giáo dị thanh, tự giai thật tự. Thanh là âm thanh, tự là văn tự. Âm thanh văn tự vô phi thật tướng. Chỉ cần không lạc vào tâm ý thức thì đều là thật tướng. Cố niệm Phật danh tức thị niệm thật tướng, trì danh niệm Phật vô dị thật tướng niệm Phật. Người tu tập nên biết niệm. Chứ vị tông môn thường nói biết không? Biết. Đích thực trì danh chính là thật tướng. Thật tướng là dùng trì danh. Dùng trì danh có thể đạt được thật tướng. Thật tướng và trì danh không hai không khác. Chúng ta phải tin. Không thể tin là do bản thân không có thiện căn, là do nghiệp chướng của chính mình rất nặng. Nghiệp chướng nặng thì phải làm sao? Niệm Phật tiêu nghiệp chướng. Đừng làm việc gì khác. Pháp môn khác không thù thắng như niệm Phật. Không cứu cánh bằng niệm Phật. Không triệt để như niệm Phật. Nhất định phải tin công đức của Phật hiệu là bậc nhất, chẳng có gì sánh bằng. Kinh nào, chú nào, phương pháp gì cũng không sánh bằng câu Phật hiệu này. Dùng chân tâm sẽ thiệt thòi, đừng sợ. Trong kinh Nhân Quả đã nói, bây giờ thiệt thòi, sau này có phước báo lớn. Vậy thì sao? Quý vị liền hoan hỷ chịu thiệt thòi. Giống như Hòa Thượng Hải Khánh, giống như Hòa Thượng Lão Đức, giống như Hòa Thượng Hải Hiền, đều là người vui lòng chịu thiệt thòi. Người khác ức hiếp các ngài đều cam tâm tình nguyện tiếp nhận.
Về sau có phước báo lớn. Quý vị xem thành tựu của các ngài từ đâu có. Tu được từ nhẫn nhục ba la mật. Người không thể nhẫn nhịn. Một chút quá ước nhỏ không thể chịu được. Chỉ quán trời trách người. Đây chính là người không có phước báo. Ý nghiệp không tham, không sân, không si. Ở thế gian này, tùy duyên không phan duyên. Việc có ích cho chúng sanh, có duyên thì làm. Tận tâm tận lực mà làm. Không có duyên thì không đi tìm. Đừng phan duyên. Tâm luôn luôn định, luôn luôn tịnh. Vì vậy, ba nghiệp thiện kiên cố chẳng thể dỗ bỏ. Thiện là có thể sinh ra kết quả thù thắng, sinh ra các thiện khác. Cho nên gọi đó là thiện căn. Tất cả thiện đều là từ trong không tham, không sân, không si mà sinh ra. Cho nên gọi là ba thiện căn. Đối với pháp thế gian và xuất thế gian, không chỉ với pháp thế gian không tham, không sân, không si, mà đối với pháp xuất thế gian cũng như vậy. Pháp xuất thế gian quá nhiều. Kinh điển của Phật quá phong phú. Hôm nay muốn sách này, ngày mai muốn sách khác. Tâm của quý vị là tán loạn. Tâm của quý vị không thanh tịnh. Tâm không thanh tịnh thì công phu của quý vị không thể thành tựu. Công phu không thể thành tựu thì quý vị không tiêu được nghiệp chướng. Làm cách nào tiêu trừ nghiệp chướng, tâm thanh tịnh liền tiêu trừ. Đừng để những ác nghiệp thiện nghiệp đã tạo, ngay cả thiện nghiệp cũng bao gồm, đều không để trong tâm. Trong tâm chỉ để A-di-đà Phật, nhất định có thể tiêu nghiệp chướng. Vẫn có tạp niệm, vẫn có vọng tưởng thì không tiêu được. Buông hết vọng tưởng tạp niệm, chỉ có một câu Phật hiệu. Giống như Lão Hòa Thượng Hải Hiện, Lão Hòa Thượng Hải Khánh, Hòa Thượng Lão Đức, giống như mẹ của Lão Hòa Thượng Hải Hiện. Những vị này trong tâm chỉ có một câu Phật hiệu. Ngoài một câu Phật hiệu ra thì không có gì cả. Bất luận là ở nơi nào, bất luận là thấy người như thế nào, người thiện, người ác, ngài cũng mỉm cười tiếp đón người khác. Không hề phê bình người khác, không hề oán hận người khác. Ngài tự tại biết mấy, ngài vui vẻ biết bao. Đây gọi là pháp hỷ sung mãn. Tiếp theo là tâm tâm. Tâm tâm hồi hướng. Tâm tâm là tâm thuận nhất. Tâm tịnh niệm tiếp nối. Chính là một câu tiếp nối, một câu Phật hiệu. Tất cả mọi lúc, tất cả mọi nơi đều không gián đoạn. Không cần lên tiếng, niệm thầm trong tâm là được. Có lúc có thể dùng kim can trì, miệng động, nhưng không lên tiếng. Nhiều năm như vậy, tôi ở Đài Loan chỉ gặp được một vị đại sư chuyên gia. Tôi theo ngài 3 năm. Bất luận vào lúc nào, bất luận ở nơi đâu, ngài đều trì chú. Ngài không niệm Phật, ngài niệm chú, không gián đoạn. Quý vị mới hiểu được tâm ngài tĩnh lặng biết mấy. Tâm thanh tịnh thì sanh trí huệ. Trong tâm có tạp niệm thì sanh phiền não. Quý vị liền hiểu được người tu hành chỉ sanh trí huệ, không sanh phiền não. Cho nên tịnh niệm tiếp nối, đừng có tạp niệm tiếp nối. Đây là công phu.
tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Cho nên tâm biết hết tất cả pháp, chân tâm biết, vọng tâm không biết, vọng tâm mê hoặc điên đảo, chân tâm không mê. Cho nên chân tâm biết tất cả. Chúng ta liền hiểu được Phật biết, tất cả chư Phật đều biết, Bồ Tát biết, A La Hán biết. Quý vị gạt được ai? Tâm hạnh của quý vị bất thiện, quả báo ở ba đường ác, biến thành súc sanh, biến thành ngạ quỷ, đọa địa ngục. Nhìn thấy rõ ràng sáng tỏ, quý vị ở nơi đó chịu nghiệp báo. Đến nơi đó rất dễ, bước ra thì rất khó. Cần phải đợi đến khi tội nghiệp của quý vị tiêu hết. Cho nên ba đường ác là tiêu ác nghiệp, ba đường thiện là tiêu thiện nghiệp. Chức năng của nó là bình đẳng. Thiện ác trong chân tâm không có thiện ác. Đây là nói với chúng ta. Chúng ta hành thiện, đừng để trong tâm. Để trong tâm thì cảm được quả báo ba đường thiện, vậy thì hỏng rồi. Hành thiện như thế nào? Không để trong tâm, không để trong tâm thì vượt qua. Điều này đúng, quý vị vượt khỏi rồi. Mục đích của chúng ta là phải thoát khỏi lục đạo luân hồi, đừng làm chuyện lục đạo nữa. Cho nên ba đường ác tiêu tội nghiệp cũng không để trong tâm, hành thiện trong ba đường thiện cũng không để trong tâm, thiện ác đều không để trong tâm. Trong tâm để gì? Để A Di Đà Phật là tốt nhất. Đây là công đức không gì sánh bằng của Tịnh Tông. Phương pháp này quá tốt rồi. Ngài Hải Hiền làm cho chúng ta xem, Lão Hòa Thượng Hải Khánh làm cho chúng ta xem, còn có mẹ của Ngài Hải Hiền. Quý vị xem, bà 86 tuổi giảng sanh tự tại biết mấy, biết trước ngày giờ. Đến hôm giảng sanh, gọi con gái về, gọi cả cháu gái về. Vì sao vậy? Biểu diễn giảng sanh cho họ xem. Trước khi giảng sanh, đích thân mình xuống bếp gói sủi cảo. Sau khi ăn xong, mọi người đều hoan hỷ. Bà ngồi xếp bằng trên ghế, nói với mọi người: tôi đi đây. Thì thật sự đi rồi. Ai có thể làm được? Đây là gì? Một nữ chúng tại gia, niệm A Di Đà Phật cả đời. Không phải là người phàm, ra đi tự tại biết bao. Cả đời cũng sống như ngày tháng rất cực khổ, đều là làm tấm gương cho người học Phật chúng ta. Do đó, công đức của danh hiệu A-di-đà Phật không thể nghĩ bàn. Điều này chẳng thể không biết, chẳng thể không ghi nhớ trong tâm. Cũng tức là pháp môn này, người xưa nói là pháp môn không hồi hướng. Vì sao vậy? Họ chỉ có một mục tiêu, một phương hướng, niệm niệm cầu sanh tịnh độ, không có niệm nào khác. Mấy câu hồi hướng chúng ta đọc tiếp. Hướng là hướng đến, hồi chuyển công đức và bản thân đã tu, hướng đến điều mình kỳ vọng, gọi đó là hồi hướng. Trong Hoa Nghiêm Đại Sứ Sao, quyển thứ 23 có nói: hồi là chuyển, hướng là hướng đến. Chuyển vạn hành của mình hướng đến ba chỗ, cho nên gọi là hồi hướng. Ba chỗ này là chỗ nào? Là chúng sanh, Bồ Đề và thực tế. Hồi hướng ba chỗ này, không hồi hướng thăng quan phát tài, không hồi hướng tương lai làm vua cõi trời,
làm vua khỏi người. Chúng ta không làm việc này. Giảng sanh luận chú Quyển Hạ cũng nói rất hay. Hồi hướng là chuyển công đức của mình rộng thí cho chúng sanh. Cùng thấy A-di-đà Như Lai sanh về cõi nước an lạc. Đây chính là ý nghĩa của hai chữ hồi hướng trong lời nguyện. Ý nghĩa của hồi hướng. Cho nên hồi hướng nhất định phải biết. Người niệm Phật chỉ có một nguyện vọng, niệm niệm cầu sanh thế giới cực lạc là đúng rồi. Tuyệt đối đừng mưu cầu ở thế gian, vậy thì là tiếp tục tạo lục đạo luân hồi rồi. Diệt thế gian, ác thì phải đoạn, thiện thì có thể tùy duyên. Tùy duyên nhưng không để trong tâm. Vì sao vậy? Để trong tâm, tương lai sẽ vào ba đường thiện. Không để trong tâm thì sẽ không sanh vào ba đường thiện, liền ra khỏi lục đạo luân hồi. Không chỉ là phải buông xuống sự giàu sang ở thế gian, trong tâm phải loại bỏ hoàn toàn sự giàu sang trên trời. Niềm vui của người trời cũng phải buông xuống, không có chút tham luyến nào. Một lòng chỉ nghĩ đến thế giới cực lạc, chỉ nghĩ đến thân cận A Di Đà Phật thì đúng rồi. Tâm này phải kiên cố. Mỗi phút mỗi giây đều khảo nghiệm bản thân. Khảo nghiệm bản thân điều gì? Câu Phật hiệu này có phải là niệm một câu tiếp đó một câu không? Không thể đánh mất Phật hiệu, không thể quên đi Phật hiệu. Ban đầu thường đánh mất, thường hay quên. Không sao, đừng sợ. Nhớ đến thì mau chóng niệm tiếp. Tương lai công phu sâu rồi, niệm thành thói quen rồi, tự nhiên sẽ không gián đoạn. Phải cần 2-3 năm, đừng gấp gáp. Hiện nay trái đất này không an định, phải cố gắng, cũng đừng sợ hãi. Chúng ta niệm niệm cầu sanh cực lạc, sợ gì chứ? Niệm niệm nương tựa A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là người bảo hộ của chúng ta. Mục tiêu cuối cùng của hồi hướng chính là nguyện giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc. Thời gian hôm nay hết rồi, chúng ta học tập đến đây thôi. Chúng ta phải tin. Không thể tin là do bản thân không có thiện căn, là do nghiệp chướng của chính mình rất nặng. Nghiệp chướng nặng thì phải làm sao? Niệm Phật tiêu nghiệp chướng. Đừng làm việc gì khác. Pháp môn khác không thù thắng như niệm Phật. Không cứu cánh bằng niệm Phật. Không triệt để như niệm Phật. Nhất định phải tin công đức của Phật hiệu là bậc nhất. Chẳng có gì sánh bằng. Kinh nào, chú nào, phương pháp gì cũng không sánh bằng câu Phật hiệu này. Nếu quý vị hỏi tôi mất 30 năm rồi, tôi mới tiếp nhận, tôi mới tin. Tôi học Phật đến nay đã 67 năm. 26 tuổi học Phật. Ba mươi năm đầu tôi không tiếp nhận, tôi nghi ngờ. Thực sự làm rõ, làm sáng tỏ rồi, tôi hiểu rõ từ đâu? Từ kinh giáo, từ kinh đại thừa, đại kinh đại luận, tôi hiểu rõ từ đây. Hiểu rõ rồi mau chóng quay đầu. Vì sao vậy? Vì không quay đầu thì không kịp nữa. Thọ mạng kéo dài là được Phật lực gia trì.
người đầu tiên nhắc nhở tôi là một vị Lạt Ma Cam Châu của Tạng Truyền chúng ta, Cam Châu Nhĩ Ngoạn. Ngài giảng sanh rồi, Ngài cũng là học trò của Đại sư Chương Gia, là lão học trưởng của chúng tôi, lớn hơn tôi mười mấy tuổi. Năm tôi 26 tuổi, Ngài khoảng hơn 40 tuổi, lớn hơn tôi gần 20 tuổi. Ngài nói với tôi, thọ mạng được kéo dài rồi, Phật giúp thầy kéo dài. Tôi không cầu thọ mạng, là thật, không phải giả. Tôi hoàn toàn tiếp nhận. Trong mạng không có phước báo, chiếu theo bát tự của tôi để đoán mệnh. Mệnh của tôi là mệnh ăn xin. Cho dù có một chút trí huệ, nhưng thọ mạng ngắn, không có phước báo. Có lẽ là trong đời quá khứ đã tu một chút bố thí pháp, cho nên cũng có một chút thông minh trí huệ. Làm rõ ràng sáng tỏ rồi thì thật lạc, không giống như Lão Hòa Thượng Hải Hiền. Lão Hòa Thượng Hải Hiền, sư phụ vừa nói thì Ngài hoàn toàn tiếp nhận, thật thà nghe lời, thật làm. Tôi thật thà nghe lời nhưng không thật làm. Chính mình nhất định phải làm cho rõ, làm sáng tỏ, tôi mới thật làm. Cho nên đã lãng phí thời gian 30 năm. Nếu lúc ban đầu tôi thật sự theo Đại sư Chương Gia hoặc là theo Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam dạy tôi pháp môn tịnh độ, tôi liền thật làm, thì tịnh độ của tôi không chỉ như bây giờ. Vô cùng đáng tiếc, rất yêu thích kinh luật, đặc biệt là Đại Kinh Đại Luận, Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Pháp Hoa của Đại Thừa, Pháp Tướng Duy Thức, Tánh Tông, đều là những kinh luận tôi rất ngưỡng mộ, vô cùng yêu thích, đã dùng không ít thời gian vào những kinh luận này. Tất nhiên cũng không thể nói là uổng phí. Nếu không có nền tảng này thì tôi không hiểu được kinh điển Tịnh Tông. Dùng những nền tảng này để học tập kinh điển Tịnh Tông không còn chướng ngại nữa. Phần trước kinh này đã đọc qua. Thế Tôn nói ba điều chân thật. Thứ nhất là bờ mé chân thật. Bờ mé chân thật chính là chân như bản tánh. Đây là điều chân thật thứ nhất. Thứ hai là trí huệ chân thật. Thứ ba là lợi ích chân thật. Thế thì còn gì bằng? Lợi ích này, nói đến lợi ích nhỏ, quý vị biết tu thân dưỡng tánh. Nói đến lợi ích lớn, trề gia trị quốc bình thiên hạ là pháp thế gian. Quý vị có trí huệ này, còn pháp xuất thế gian, thông tông thông giáo, hiển mật viên dung. Nếu như trở về tịnh độ, nhất định chứng đắc cứu cánh viên mãn trong một đời. Thế thì còn gì bằng? Quá thù thắng. Tiếp theo nói tín nhạo. Tín là không hoài nghi.
Nhào là yêu thích, vô cùng hoan hỷ. Trong Phật Pháp nói là pháp hỷ sung mạng. Tin và dân theo pháp đã nghe, đây chính là pháp chính nguyện trì danh giảng sanh tịnh độ, mà yêu thích pháp đó. Quý vị tin tưởng, không nghi ngờ, quý vị có thể dâng theo, nghiêm túc tu học. Câu nói phía sau hay, tức là tín tâm hoan hỷ. Có tín tâm hoan hỷ, chẳng có người nào không thành tựu. Ba vị thánh ở chùa Lai Phật, đây là tôi nói. Có người cho rằng mẹ của lão hòa thượng Hải Hiền chưa từng đến ở chùa Lai Phật, vậy thì chùa Lai Phật chỉ có hai vị thánh, không thể tính thêm bà. Chúng ta cần gì tính toán chi ly như thế? Chúng tôi lấy lão hòa thượng Hải Hiền làm trung tâm, mẹ của ngài cũng giống như ngài, không được đi học, không biết chữ, chỉ niệm một câu A-di-đà Phật, bà đã niệm một đời. Từ nhỏ thì bà đã ăn chay niệm Phật. 86 tuổi giảng sanh, ra đi tiêu dư tự tại như thế. Làm cho người khác ngưỡng mộ. Cho nên sách Lai Phật Tam Thánh Vĩnh Tư Tập phải đọc nhiều lần. Nếu đọc 10 lần, 20 lần thì nghiện rồi, muốn ngừng cũng không được. Thật sự được thọ dụng. Càng đọc càng hoan hỷ, nhất định có thể giúp quý vị viên mãn thành Phật trong đời này. Chí, chí là chân, là thành, là thật, chân thành, thành thật đến tột cùng. Điều này rất quan trọng. Làm sao có thể làm được? Học tốt thập thiện thì đạt được rồi. Thập thiện, khẩu thiện, tuyệt đối không vọng ngữ. Đây là nói lời chân thật. Không thể nói lời chân thật thì không nói, cũng không thể lừa dối người khác. Thứ hai, tuyệt đối không thể gây chuyện thị phi, đó gọi là lưỡng thiện. Tội lỗi này rất nặng. Không ý ngữ, ý ngữ là lời ngon tiếng ngọt, ráp tâm lừa dối người khác. Thứ tư là ác khẩu, nói lời thô lỗ. Chúng ta có thể giữ tốt bốn điều giới này, thật sự làm được, thực tiễn rồi, thì chân tâm hiện diện.